Ông luyện 120 tình huống mô phỏng lái xe. Hướng dẫn thực hành 20 tình huống trong chương 3. Tình huống 44, nhớ điểm căng là khi vũng nước dưới đường sắp khuất vào chân kính chắn gió. Chú ý, vũng nước dưới mặt đường và chân kính chắn gió. Nhấn phím cách khi chân kính chắn gió sắp che khuất vũng nước. Tình huống 45, nhớ điểm căng là khi biển báo thứ hai vừa chạm góc gương chiếu hậu trong xe. Lưu ý, bạn sẽ gặp hai biển báo, bỏ qua biển báo thứ nhất. Chú ý, biển báo thứ hai và góc gương chiếu hậu trong xe. Nhấn phím cách khi biển báo thứ hai vừa chạm góc gương chiếu hậu. Tình huống 46 nhớ điểm căng là khi cột a ở ngay giữa thân xe con màu trắng xe con màu trắng trong gương chiếu hậu sẽ vượt lên bên trái chú ý xe con màu trắng trong gương chiếu hậu và cột a nhấn phím cách khi cột a ở giữa thân xe con màu trắng tình huống 47 nhớ điểm căng là khi nóc thùng xe tải ngang bằng kèo trên của giá long môn Chú ý, nóc trên thùng xe tải và kèo ngang giá long môn. Nhấn phím cách, khi nóc thùng xe tải vừa ngang bằng với kèo trên của giá long môn. Tình huống 48 nhớ điểm căng là khi chỉ còn thấy phần đuôi của xe con màu trắng. Chú ý, phần đuôi xe con trắng và không phải xe tải. Nhấn phím cách, khi chỉ còn thấy phần đuôi xe con trắng bên hông phải xe tải. Tình huống 49, nhớ điểm căng là, khi đèn xi nhan xe tải chấp tắt lần 2. Chú ý, xe tải xi nhan chuyển làng sang phải. Nhấn phím cách, khi đèn xi nhan xe tải hai lần chấp tắt. Tình huống 50, nhớ điểm căng là khi đèn xi nhan xe tải chấp tắt lần 1. Chú ý, xe tải xi nhan chuyển làng sang trái. Nhấn phím cách khi đèn xi nhan xe tải một lần chấp tắt. Tình huống 51, lưu ý, bỏ qua biển báo 60 thứ nhất, nhớ điểm căng là khi biển báo thứ hai vừa chạm cạnh phải màn hình. Chú ý, biển báo thứ hai và cạnh phải màn hình. Nhấn phím cách khi biển báo thứ hai vừa chạm cạnh phải màn hình. Tình huống 52, nhớ điểm căng là khi một nửa đầu xe bán tại khuất qua gương chiếu hậu. chú ý, xe bán tải trong gương chiếu hậu. Nhấn phím cách khi chỉ còn thấy một nửa đầu xe bán tải trong gương chiếu hậu. Tình huống 53, nhớ điểm căng là, biển báo 60 vừa chạm góc gương chiếu hậu. Chú ý, biển báo 60 và góc gương chiếu hậu trong xe. Nhấn phím cách khi biển báo 60 vừa chạm góc gương chiếu hậu. Tình huống 54, nhớ điểm căng là khi đầu xe tải che khuất tàn cây. Chú ý, tàn cây thấp phía trước và đầu xe tải. Nhấn phím cách khi đầu xe tải vừa che khuất tàn cây. Tình huống 55. Nhớ điểm căng là khi đèn xi nhan xe tải chấp tắt lần một. Chú ý, bạn phải nhấn phím chậm nhất là trước khi đèn xi nhan lóe sáng lần hai, nếu chậm hơn, bạn có thể về thang 4 điểm. Bạn chỉ có 3 giây để xác định tình huống. Nhấn phím cách khi đèn xi nhan xe tải chấp tắt lần thứ nhất. Tình huống 56, nhớ điểm căng là khi đỉnh tạp lô xe vừa che khuất vũng nước. Chú ý, vũng nước dưới mặt đường và đỉnh tạp lô xe. Nhấn phím cách khi đỉnh tạp lô xe vừa che khuất vũng nước. Tình huống 57, nhớ điểm căng là khi xe con màu đỏ ngang qua đèn báo công trường. Chú ý, đèn báo công trường phía trước và hông phải xe con đỏ nhấn phím cách khi thấy đèn báo lóe sáng bên hông phải xe con đỏ Tình huống 58, nhớ điểm căng là khi đèn phanh xe con màu đỏ bật sáng. Chú ý, đèn phanh xe con màu đỏ phía trước. nhấn phím cách khi thấy đèn phanh xe con màu đỏ bật sáng. Tình huống 59, nhớ điểm căng là, xi nhan xe tải lóe sáng lần 2. Chú ý, xe tải xi nhan chuyển đường sang phải. Nhấn phím cách khi đèn xi nhan vừa lóe sáng lần hai. Tình huống 60, nhớ điểm căng là bản tên cầu vừa khuất cạnh phải màn hình. Chú ý, bản tên cầu màu xanh và cạnh phải màn hình. Nhấn phím cách khi bản màu xanh vừa khuất cạnh phải màn hình. Tình huống 61, nhớ điểm căng là khi xe con màu đen vừa cán vạch trắng. Chú ý, xe con màu đen chuyển sang làn trái trong cùng. Nhấn phím cách khi bánh trái xe con đen vừa cán vạch trắng. Tình huống 62, nhớ điểm căng là khi ô cửa của căn nhà vừa chạm cạnh phải màn hình. Lưu ý, qua khỏi giá Long Môn và đám cây bên phải, bạn sẽ thấy xuất hiện một căn nhà. Chú ý, ô cửa tòa nhà bên phải và cạnh phải màn hình. Nhấn phím cách khi ô cửa vừa chạm cạnh phải màn hình. Tình huống 63, nhớ điểm căng là khi cột đèn thứ ba sắp chạm gương chiếu hậu trong xe. Chú ý, Câu 63 là tình huống chiếc xe tải đi ngang đàn bò, ở rất xa tầm mắt, rất khó xác định điểm căng, nên đa số làm bài chỉ dựa vào sự mây rủi. Vì vậy, để đạt được kết quả chính xác theo điểm căng của mình, các bạn phải theo dõi sự di chuyển của ba cột đèn đầu tiên, phía bên phải, ngay từ khi video bắt đầu khởi chạy. Nhấn phím cách, khi cột đèn thứ ba, sắp chạm gương chiếu hậu trong xe,